là một trong những máy chiết rót đóng bình bán tự động hiện đại. Máy chiết rót đóng bình VAMCB40 do công ty Việt An sản xuất với 3 quá trình: tráng rửa bình bằng nguồn nước tinh khiết RO, chiết rót bình và đóng nắp bình bán tự động, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Model VAMCB40 tương ứng công suất 40 bình 20 lít/giờ. Máy được sản xuất theo công nghệ hiện đại chiết rót của Hoa Kỳ và đảm bảo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Ngoài ra, Việt An còn nhập khẩu và phân phối rất nhiều loại máy chiết rót đóng chai đóng bình tự động với công suất từ 100 đến 900 bình trên giờ và 2.000 đến 20.000 chai trên giờ. Chiếc máy chiết rót đóng bình bán tự động VAMCB40 được thiết kế khá gọn nhẹ, giúp tối ưu không gian lắp đặt, kiểu dáng hiện đại với chất liệu inox 304, máy nhìn đẹp, chắc chắn và có thời gian sử dụng lâu dài. Máy chiết rót bình bán tự động VAMCB40 được vận hành bằng hệ thống điều khiển hoàn toàn tự động PLC. Các đầu chiết rót được nhập khẩu từ Hàn Quốc, Nhật Bản. Phụ kiện đi kèm VAMCB40 gồm có: máy xúc rửa rút nắp BS1, máy co màng cầm tay. Để tìm hiểu rõ hơn về máy chiết rót đóng bình bán tự động VAMCB40 công suất 40 bình 20 lít/giờ, khách hàng có nhu cầu có thể truy cập vào website www.vaqgs.com hoặc liên hệ hotline các chi nhánh Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Huế, Đà Nẵng và Buôn Ma Thuột.